Động trước rồi mấy bạn khác không dám. Biết đúng không? Dám. À, bạn biết có nghĩa là giang hồ lắm. Chắc có lẽ là ra cái đó ra rã cho nhìn mọi người. Nhìn cái mặt ổng giang hồ lắm cho nên mấy kia chắc không dám gỡ đúng không? Cứ tiếp cận không có ai nhưng có mà cơ hội hết. Hỏi em nè. Lúc đó là em có những cái đuôi nào theo em không? Em thì hơi kín tiếng giống như là ít tiếp xúc với bạn nhiều á, rồi tập trung học thôi. Lúc đó là không chú ý nhiều tới ảnh. Tập trung học với giữ tiền thôi. Dạ. Anh cứ theo á, ngủ đi đòn đi đội đó, nói không, lo học mà anh cũng thuyết phục phải đi mới được. Nhưng mà lúc đầu tiên gặp chồng em là em có ấn tượng, em có thích không? Không, nó nói nhiều lắm. Mượn tiền, mượn ơ rồi nữa đúng không? Không thích. Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình với cô? Sau khoảng 3-4 tháng là em quyết định em chủ động luôn. Xin số điện thoại. Xin số điện thoại nè, mà bạn không có cho. Bạn cho xin cho số điện thoại như bạn học chung á. Em đâu có chỉ nhà đâu. Rồi em nói ở huyện đó. Chứ thật ra nhà em ở xã. Vậy mà tới Tết cũng mong mang đi tìm mà học hỏi địa chỉ cụ thể. Mùng 1 lạc một ngày luôn. Tới chiều mới gọi nhóm bạn em cái ra đón. Tới chiều thấy tội nghiệp quá, lúc đó mới ấn tượng. Gì tội đúng không? Thấy tội nghiệp mà thấy cũng hiền. Là, lúc đó mới để ý. Tỏ tình đó không? Những lần sau em xuống nhà là lấy lòng ba mẹ với bà con họ trước. Mà gia đình có thương em không? Dạ thương, tại bên vợ em cũng làm nông nghiệp, còn em cũng làm nông nghiệp nữa. Bởi vì thích nhau có chút cảm tình rồi lắm. Mà đặc biệt là anh ra trường á, anh làm cho công ty tập đoàn Lộc Trời á. Rồi cái anh xuống, anh mượn cớ xuống thăm đồng. Rồi hỗ trợ cha công việc cây cỏ, đồ đất, cây cảnh. Rồi lấy lòng người lớn. Bây giờ đem cái tài năng của mình ra để mà có thể là phục vụ cho gia đình bên bạn gái. Rồi tỏ tình với ai có dễ không? Dạ cũng dễ. Bữa đó hai đứa đi uống cà phê, em có chuẩn bị cái đồng hồ, cái em hỏi là bạn làm bạn gái mình nha. Rồi cái bạn cũng suy nghĩ một hồi rồi bạn đồng ý với điều kiện. Hai vợ chồng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 6 tuổi. 6 tuổi hả? Dạ. Mà hai bạn giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh MC Quốc Thận hài hước. Xin chào chị Hồng Vân dễ thương. Cảm ơn em. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Phước Hậu. Hôm nay em 32 tuổi. Em làm việc là kỹ sư ba cùng của tập đoàn Lộc Trời. Dạ chuyên về cây ăn trái. Em sống ở đâu? Dạ hiện tại em sống và làm việc tại Tiền Giang. Từ Tiền Giang lên đây luôn. Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận và khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Em năm nay 32 tuổi. Em là thạc sĩ nông nghiệp. Hiện em là kinh doanh tại nhà và online mặt hàng nông sản sạch. Nông sản sạch. Chứ không có làm chung công ty dạ, với để có nhiều thời gian gia đình được chăm sóc con á chị. Hai bạn gần như là làm chung với cái ngành nghề với nhau rồi. Dạ lúc trước học chung luôn. Học chung luôn. Đại học. Thôi như vậy là chắc có lẽ là hai người quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Là hai đứa học chung đại học nông dạ. nghiệp. Dạ đúng rồi. Ở đâu? Dạ ở Vĩnh Long, Đại học Cửu Long, Vĩnh Long. Vậy là quen nhau cũng lâu lắm rồi nè đúng không? Dạ. Dạ mười mấy năm. Mười mấy năm đúng không? Mười mấy năm. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi. Cái việc mà em đến với cô này như thế nào? Dạ. Và lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em ấn tượng ra sao? Dạ lúc mà hai đứa em quen nhau là thời sinh viên thì mới vào gặp thôi. Cô này là thủ quỷ. Thì em nhìn em để ý liền. Cô dễ thương nè. Rồi em nhận xét nha. Thấy chắc cô này học giỏi nè. Rồi thông minh nữa. Là em kết liền. Em bắt đầu em cua liền. Và em theo đuổi suốt luôn. Rồi em rủ đi sinh hoạt đoàn nè. Rồi em giả bộ mà lấy mượn tiền quỷ á. Mượn tiền quỷ để mình làm cái cớ tiếp thôi. Cận. Tiếp cận cô thủ quỷ này thôi. Nhưng mà lúc đó là có nhiều người cua cổ không? Trong lớp em á. Dạ. Em nhiều đối thủ không? Em chủ động trước rồi mấy bạn khác không dám. Biết đúng không? Dám. Bạn biết có nghĩa là giang hồ lắm. Chắc có lẽ là ra cái đó ra rã cho mọi người. Nhìn cái mặt ổng giang hồ lắm cho nên mấy kia chắc không dám gỡ đúng không? Cứ tiếp cận không có ai nhưng có cơ hội hết. Hỏi em nè. Lúc đó là em có những cái đuôi nào theo em không? Em thì hơi kín tiếng giống như là ít tiếp xúc với bạn nhiều á, rồi tập trung học thôi. Lúc đó là không chú ý nhiều tới ảnh. Tập trung học với giữ tiền thôi. Dạ. Anh cứ theo ngủ đi đòn đi đội đó, nói không lo học mà anh cũng thuyết phục phải đi mới được. Nhưng mà lúc đầu tiên gặp chồng em là em có ấn tượng em có thích không? Không, nó nói nhiều lắm. Mượn tiền mượn ơ rồi nữa đúng không? Không thích. Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình với cô? Sau khoảng 3-4 tháng là em quyết định em chủ động luôn. Xin số điện thoại. Xin số điện thoại nè, mà bạn không có cho. Bạn cho xin cho số điện thoại như bạn học chung á. Em đâu có chỉ nhà đâu. Rồi em nói ở huyện đó. Chứ thật ra nhà em ở xã. Vậy mà tới Tết cũng mong mang đi tìm mà học hỏi địa chỉ cụ thể. Mùng 1 lạc một ngày luôn.
Tới chiều á mới gọi nhóm bạn em cái ra đón. Tới chiều thấy tội nghiệp quá, lúc đó mới ấn tượng. Gì tội đúng không? Thấy tội nghiệp mà thấy cũng hiền. Là lúc đó mới để ý tỏ tình đó không? Dạ. Những lần sau em xuống nhà là lấy lòng ba mẹ với bà con họ trước. Mà gia đình có thương em không? Lúc dạ thương, lúc tại bên vợ em cũng làm nông nghiệp, còn em cũng làm nông nghiệp nữa. Bởi vì thích nhau có chút cảm tình rồi lắm. Mà đặc biệt là anh ra trường á, anh làm cho công ty tập đoàn Lộc Trời á. Rồi cái anh xuống, anh mượn cớ xuống thăm đồng. Rồi hỗ trợ cha công việc cây cỏ, đồ đất, cây cảnh. Rồi lấy lòng người lớn. Rồi đem cái tài năng của mình ra để mà có thể là phục vụ cho gia đình bên bạn gái. Dạ. Rồi tỏ tình với ai có dễ không? Dạ cũng dễ. Bữa đó hai đứa đi uống cà phê, em có chuẩn bị cái đồng hồ, cái em hỏi là bạn làm bạn gái mình nha. Rồi cái bạn cũng suy nghĩ một hồi rồi bạn đồng ý, với điều kiện là bạn nói là quen là để đôi bạn cùng tiến thôi, chủ yếu là mình học thôi. Em cũng thích như vậy. Dạ tình yêu trong sáng. Rồi sau này ra trường. Dạ nếu rồi... tôi có duyên nợ nữa ra trường phải lập nghiệp. Dạ phải lập nghiệp xong rồi hẹn 4 năm dạ sẽ đám cưới. Rồi nhưng mà tình yêu trong sáng, nhưng mà nó sáng cỡ nào? Trong cái thời gian yêu đó có nắm tay, có hôn má nhẹ được không? Bữa tỏ tình là em có hôn, em chủ động là đòi hôn bạn. Bạn nói hồi tắt đèn mới được, mắc cỡ. Dạ bạn tắt đèn rồi hôn, nụ hôn đầu đời thôi. Thì trong vòng 1 phút 30 giây thôi, rất là nhanh. Là bật đèn lên. Dạ. Sau cái buổi đó, qua ngày hôm sau tụi em gặp lại nhau, thì cái cảm xúc nó có khác trước nhiều không? Mình cảm thấy giống như mình là của nhau rồi. Dạ thân thuộc hơn. Thân thuộc hơn. Dạng dĩ hơn đúng không? Đưa rước em mà không ai cơ hội, có cơ hội. Học chung ngồi chung bàn luôn. Như là các bạn đều biết hết luôn. Công khai luôn đúng không? Lúc đó là mặc định là anh đã là của tôi rồi và em đã là của tôi rồi đúng không? Dạ. Cái thời đang yêu nhau, Hậu á có lãng mạn không? Có thường xuyên tặng quà cho bạn gái không? Sinh nhật á lần đầu ha, trước một tháng mà anh chở lên thị xã mua cho con gấu. Cái anh tặng em lo họ không biết cái quà gì nữa, cái anh mới nói là quà sinh nhật, cái cũng là tiền của anh tự làm ra. Cũng xúc động. Là con gấu đó là để dành bao nhiêu lâu thì mới có tiền mua con gấu? Dạ mình tính thời đó là nhịn đói 1 tháng anh. Trời ơi. Dạ em tặng trước 1 tháng, bây giờ cũng hơi bất ngờ mới hỏi tại sao tặng, mà em sợ cuối tháng hết tiền không mua được. Nên mua đầu tháng luôn. Đúng không? Đó là lý do đúng không? Chà con gấu đó giờ còn không em? Dạ còn. Thương là thương cái thật thà như vậy đó. Cái tiết kiệm đúng không? Cái tiết kiệm. Hai bạn giữ tình yêu trong sáng, nhưng mà giữ cho đến khi nào? Dạ thì giờ em nói là thương nhau á, là tới 4 năm 4 năm sau mới cưới, là sau khi ra trường á, 4 năm mới cưới. Trong có 1 năm thôi, 1 năm là... Năm đầu ra trường. Em xuống em hỏi cưới vợ em rồi, vợ em bất ngờ lắm. Bữa đầu tiên á, là đi, em nói với vợ em á, là đi có xe 4, 5 người xuống thôi. Rồi dẫn chơi. Cha mẹ xuống chơi xuống thôi. Chơi cho biết. Mà em đi xe 16 chỗ, 2-3 chiếc luôn. Rồi vợ em bất ngờ. Rồi xong tháng sau là bên nhà trai, nhà gái là hẹn nhau 1 tháng sau là cưới luôn. Vậy đó hả? Tại vì bên nhà vợ là đã thích ông rồi. Cơ bản là bên nhà vợ đã thích ông rồi. Nhưng mà giữ cho đến đêm tân hôn luôn. Dạ. Tình yêu trong sáng 5-6 năm luôn. Dạ. Trời ơi hay quá vậy ta. Như vậy chắc chắn đêm tân hôn rất là đặc biệt đúng không chị Mộng? Rất là đặc biệt luôn. Nhà em thì nhà gỗ, có cái giường cũng bằng gỗ luôn. Thì mình nhún nhít đó là nó kêu cọt kẹt à. Mà trong khi đó có anh chị ngủ phía sau. Sát vách. Rồi sát vách đó, có đứa cháu ngủ nữa. Dạ, đêm đó chắc mệt mỏi à. Hai đứa trằn trọc cũng hơi khó ngủ. Rồi cuối cùng là có thành công không hay là để tới tuần sau mới có tân hôn? 3 ngày về không có tân hôn. Là không có đúng không? Sáng này chị gặp nhiều trường hợp vậy rồi, các bạn cũng kể vậy đó. Ở dưới quê á, rồi đó nhiều khi ngủ trong cái phòng tân hôn nó còn có mấy đứa nhỏ, đứa cháu. Đứa cháu em á hỏi... Ý vậy mà sáng con hỏi hồi tối cổ Út làm gì mà kêu quá trời luôn. Chưa làm gì đó. Trần trọc, mới thôi trần trọc. Rồi giờ tới hôn nhân đi. Có vỡ mộng gì sau hôn nhân không nè, kể thật xấu đi. Thật xấu hả? Chồng á là hay nóng tính. Tính của chồng là nóng hả? Nóng tính. Thì cũng có chút vô tâm nữa. Thấy hiền vậy mà nóng tính à? Dạ nóng tính lắm. Có bao giờ nóng mà nạt vợ mà vợ khóc không? Có lần tức khóc. Mỗi lần khóc thì sao? Cho anh xìu xuống lại. Thường nghe em. Dạ ngưng. Em dạy vi tính á, em dạy vi tính cho vợ á, em chỉ hoài á, cái không chịu làm theo á, cái em la lớn lên, cái vợ giận em lắm. Tức. Tại mình mới học mà ảnh học chuyên nghiệp rồi, cái cũng mà bên này cũng dễ dỗ đúng không? Dạ. Rồi sao nữa nè? Lại nói gì bị vô tâm hả? Dạ vô tâm. Ví dụ như là có chuyện buồn á,
cái anh nói cần một bờ vai mình để dựa vào đó. Anh nói nữ phải mạnh mẽ, không có khóc, khóc thì cũng đâu giải quyết được gì. Mà lúc đó em cần một người dỗ dành thôi, nhỏ nhẹ thôi, hay là mượn bờ vai khóc thôi, khóc thiệt là nhiều rồi thôi. Nữ mà cũng cần có lúc mềm mỏng, được người nào đó chiều chuộng. Thì thường thì dạ em thì thích ngọt, mà em hơi thẳng thắn tí. Ví dụ mình có chuyện gì buồn á thì mình cũng buồn chút tí thôi, rồi mình cố gắng mình vượt qua. Là lúc đó ta cần an ủi. Dạ đúng rồi. Chỉ cần em hãy tựa đầu vào vai anh khóc cho đã đi, là đã sướng. Dạ cho nó quá hết ức á. Vợ em thương em lắm nha. Mới đi làm xíu là điện hỏi thăm là nhớ rồi. Tới bây giờ luôn á, hồi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy luôn. Ôi vậy hiểu đi, chồng đẹp chi khổ. Còn nói á, nhớ ít thôi, nhớ nhiều với vợ. À cái, vậy đó. Cái em không có điện á, không điện. Ừ, chắc này sao chưa về cái nó. Sao bữa nay vợ không điện. Thấy chưa? Mâu thuẫn. Dạ. Thì em cũng nhớ vợ em mà lâu lâu không điện em cũng điện lại. Đó, thôi gì nữa rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hậu. Vợ em có gì xấu không? Vợ em thì tánh hay bỏ đồ đạc lung tung. Lúc mới về thì ví dụ bỏ cái nón đây, bỏ cái áo đây. Bừa bộn. Dạ. Cái mà mỗi lần mình đi đâu á, cái chồng ơi, là em biết rồi, em biết cái món đó nằm ở đâu rồi. Cái nón nằm đâu, cái giày nằm đâu, áo nằm đâu. Là em đang gửi sách cho vợ. Chồng ơi, áo em không đâu. Phải, em chỉ thôi. Rồi, tiếp theo, có tật xấu gì không nè? Vợ em thì hơi kén ăn tí. Mỗi lần ăn chung với nhau á, ăn ở nhà hay ở quán vậy luôn. Vợ ăn chút xíu à. Cái cũng giữ eo nghe. Rồi cái còn dư miếng cái... hoặc là chủ động đưa kêu trước chồng ơi, cũng chồng ơi nữa là phụ em ghét em u nu rồi vợ em ốm nhách sớt ra đúng không? Dạ đúng rồi. Còn tật xấu gì nữa không nè? Thường em ngủ dậy trước, em tập thể dục, em cũng ngủ vợ em tập thể dục, con em tập thể dục luôn, mà vợ em hơi chậm tí. Hay ngủ nướng. Dạ. Nướng. Tại mệt mỏi á, chị cũng nướng á mà cái lúc nướng là cái lúc mà sung sướng nhất trên cuộc đời. Dạ đúng. Là ngủ nướng. Mà sao mất mới gì á, gần sáng ngủ ngon ơi là ngon. Ngủ ngon lắm, đêm thì cứ trằn trọc ngủ không được. Rồi sao giờ muốn vợ thay đổi gì không? Dạ thì hai chồng cùng nhau thông cảm cho nhau nè, cùng nhau hiểu nhau hơn để gia đình hạnh phúc hơn, nuôi con tiến bộ hơn. Còn em? Em thì mong muốn chồng em bớt lớn tiếng đi, bớt nóng tính lại một chút, làm gia đình im ấm à. Cứ mỗi lần anh nóng tính là em làm như là gì đó, không có muốn làm theo ý ảnh. Đó. Chỉ vậy thôi. Tức là khi mà anh nóng lên là bắt đầu em cảm thấy em muốn làm trái ngược lại. Làm trái ngược lại luôn đúng không? Dạ. Hơi bướng xíu. Hiểu không? Dạ. Thay đổi được không? Dạ được. Vợ em thì thích ngọt. Em nói ngọt là vợ em mê lắm. Mê. Chị thấy nè, tụi em á, tức là tụi em quen nhau và lấy nhau một cái quãng thời gian rất là dài rồi đúng không? Giống như là có những cái mà mình có thể bỏ qua được á, thì mình cố gắng mình bỏ để mình giữ gìn cái cuộc sống hôn nhân này. Dạ. Đúng không em? Thì hai cái điều mà tụi em mong muốn về nhau nó cũng đơn giản quá mà. Ví dụ như là em đã biết yếu điểm của vợ em là thích ngọt. Thì mắc mớ gì mà em không xài ngọt đi để cho vợ em nghe lời em, đúng không? Cái thằng bé 6 tuổi là bây giờ nó bắt đầu, nó biết cảm nhận rồi đó. Nó sẽ nhìn, nó đánh giá, nó soi xét, nó này kia nọ. Nhất là mỗi lần mà ba mà nóng tính he, nó nghĩ là ba đúng. Tại vì thường con trai á, nó hay thần tượng ba. Cho nên nó nghĩ là phải như vậy đó thì mình mới giống ba. Trong cái gia đình đó mình phải là cái chỗ dựa mà vừa vững chắc mà vừa bình an cho vợ, cho con. Thì cái điều đó là cái sự mong ngóng của tất cả những người phụ nữ trên cái cõi đời ô trọc này đó. Là chị nói nghiêm túc luôn á. Rồi chỉ cần thấy vợ buồn, thấy vợ có gì đó nó hơi tủi hoặc khóc đó, thì cần lại vỗ vai cái thôi. Mà không sao đâu, có anh nè. Anh cưng nha. Chỉ vậy thôi đó. Chỉ cần vậy thôi đúng không? Chỉ cần đơn giản thôi mà. Làm được không? Dạ được. Rồi. Vậy đi. Vậy nha. Dạ. Rồi.